Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt áo trễ vai. Áo này thì các bạn thích mặc kiểu trễ vai hoặc không trễ vai đều được. Và các bạn sẽ phối với quần chân váy hoặc quần giả váy. Video trước thì mình đã hướng dẫn cách cắt quần giả váy. Các bạn nào chưa xem thì vào xem nhé. Còn hôm nay mình sẽ chọn cách cắt áo dễ nhất để hướng dẫn các bạn, để cho các bạn xem là sẽ tự cắt được. Và công thức mình hướng dẫn hôm nay là công thức chung cho tất cả các số đo, vì vậy các bạn xem thì đều áp dụng và cắt được. Cũng như các bạn có yêu cầu hay ý kiến thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ thực hành mẫu áo. Trên màn hình là số đo mẫu của chúng ta cắt hôm nay. Các bạn xem để dễ hình dung nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn gấp vải vào như thế này, chúng ta sẽ cắt thân trước các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ một đường thẳng để lấy tâm điểm. Và các bạn kẻ chiều dài, mẫu của chúng ta là dài 4-5 cộng với 2 phân may và trừ đi 5 phân phần bó gấu thì chúng ta sẽ còn dài là 42. Kiểu áo này thì có hai cách cắt, mình sẽ chọn cách cắt này thì sẽ chính xác và dễ nhất các bạn nhé. Các bạn cứ cắt theo kiểu áo cơ bản, sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần trên vai đi là được các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vai thì bằng vai chia 2 cộng 0,5, vai mẫu là 37 chia 2 cộng 0,5 thì chúng ta kẻ vai là 19 phân. Tiếp theo thì các bạn vào cổ 7 phân, xuống cổ 7 phân. Và chúng ta kẻ xuôi vai thì bằng 1 phần 10 của vai, vai mẫu là 37 chia 10 thì chúng ta sẽ kẻ xuôi vai là 3 phân 7. Và các bạn kẻ nối vào điểm cổ. Và chúng ta sẽ kẻ hạ nách thì các bạn kẻ từ đường thẳng cổ xuống thì bằng 1 phần 4 vòng ngực trừ đi 3. Mẫu của chúng ta vòng ngực là 84 chia 4 trừ đi 3 thì chúng ta kẻ hạ nách là 19 phân. Tiếp theo thì chúng ta kẻ ngang ngực thì bằng vòng ngực chia 4 cộng với 3, mẫu vòng ngực là 84 chia 4 cộng với 3 thì chúng ta kẻ ngang ngực là 24 phân. Và từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân và kẻ thẳng song song xuống. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ 2 phần 3 xuống để chúng ta vẽ vòng nách. Tiếp theo thì chúng ta kẻ vòng eo thì bằng vòng eo chia 4 cộng 3 và cộng tiếp với 2 phân để may ly. Mẫu vòng eo là 68 chia 4 cộng với 3 và cộng với 2 thì chúng ta kẻ eo là 22 phân. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang ngực. Từ đường kẻ phấn các bạn lên 0,5 và các bạn kẻ chúc xuống như thế này. Và các bạn sẽ chừa 1 phân may ra và cái điểm này các bạn chia ra làm đôi. Và cái nửa phần đường bên ngực thì các bạn trừ đi 1 phân là chúng ta sẽ còn vào 10 phân. Các bạn kẻ dài ly 11 phân. Và kẻ ngang ly là 2 phân. Và bây giờ chúng ta sẽ đo cắt bỏ cái phần trên vai đi. Trung bình thì các bạn cắt đo từ trên đường thẳng xuống từ 13 đến 15 phân tùy theo độ to cao của người các bạn. Còn mẫu của chúng ta thì sẽ xuống là 13 phân. Và từ điểm này các bạn vào 2 phân. Các bạn lưu ý là cái điểm này bắt buộc là các bạn phải vào 2 phân thì mặc mới đẹp nhé. Và các bạn sẽ vẽ lại vòng nách lên cái điểm chúng ta vào 2 phân như thế này. Và như vậy là chúng ta đã vẽ xong. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt theo như thế này nhé. Cái phần nửa trên vai là chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Phần ly thì các bạn đánh dấu và kẻ sang mặt bên kia như bên này nhé. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong thân trước của áo. Thân sau thì cắt rất là nhanh và dễ các bạn ạ. Thân sau thì các bạn cũng gấp vải vào như thế này.
Và các bạn chỉ việc lấy thân trước đặt lên thân sau và trải cho bằng phẳng. Từ điểm trên mép vải thân trước thì các bạn rông lên 2 phân. Và các bạn kẻ bằng thân trước. Và các bạn vẽ theo điểm nách của thân trước lên. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong thân sau, bây giờ thì các bạn sẽ cắt. Như vậy là chúng ta đã cắt xong thân áo, tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt đến phần bo gấu áo. Các bạn sẽ gấp vải vào như thế này. Và các bạn cắt chiều ngang của bo áo là 6 phân. Và chiều dài thì các bạn cắt theo dài áo của các bạn nhé. Và như vậy là chúng ta sẽ cắt xong cái phần bo áo. Và tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến cái phần bèo để may cổ và vai áo. Thì các bạn sẽ cắt như sau. Các bạn đo cái phần ngực này là bao nhiêu. Và từ đầu mép vải này các bạn sẽ cộng ra bằng vòng tay chia 2 cộng với 4. Vòng tay của mẫu là 24. Chia 2 cộng với 4 thì các bạn cộng từ đầu mép vải ra là 16 phân nữa. Các bạn cộng hai bên như nhau như vậy nhé. Các bạn đo chiều dài được của các bạn là bao nhiêu thì chúng ta sẽ cắt bèo như sau. Sau khi đo được chiều dài thì các bạn sẽ cắt ra giấy theo chiều dài của các bạn. Và chiều ngang thì các bạn sẽ cắt mảnh nhỏ là 12 phân và mảnh to là 18 phân. Và các bạn sẽ cắt ra như thế này để chúng ta sẽ đặt vào để chúng ta cắt cái phần bèo cho nó dễ. Sau khi cắt xong thì các bạn sẽ đặt lên vải và các bạn vẽ theo hình như thế này. Các bạn cắt theo kiểu này vừa tiết kiệm vải chính xác và lại đẹp nhé. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mảnh to và các bạn cắt miếng nhỏ cũng tương tự như vậy nhé. Các bạn cắt hai mảnh to và hai mảnh nhỏ như vậy nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu may ghép như sau. Các bạn đặt mảnh nhỏ lên mảnh to như thế này. Và các bạn sẽ may ghép thân áo thì các bạn sẽ may ly vào trước nhé. Và cái phần bo áo thì các bạn gấp vải vào và máy vào thân áo nhé. Và các bạn máy viền gấp cái phần nách vào. Tiếp theo thì các bạn máy khóa vào bên sườn. Và tiếp theo các bạn sẽ máy cái phần bèo như sau. Các bạn đặt ốp hai mặt phải vào với nhau và máy hai đầu nối lại. Tiếp theo thì các bạn sẽ đánh dấu hai đầu lại với nhau như thế này. Và phần áo thì các bạn cũng gấp vào và đánh dấu lại như thế này. Các bạn sẽ đặt cái phần bèo và cái phần áo chúng ta vừa đánh dấu lại và các bạn may từ ở phần đánh dấu sang hai bên. Và sau khi may xong thì các bạn sẽ lật sang bên phải như thế này. Và các bạn sẽ may một đường quanh cái viền vải để chúng ta luồn chun vừa là được các bạn nhé. Và sau khi may xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ luồn chun là xong các bạn nhé. Nói chung mẫu này may ghép thì cũng không khó, các bạn nhìn thấy như vậy. Nhưng mà các bạn cứ vào thực hành, khi mà các bạn cắt được là các bạn sẽ may được nhé. Và như vậy là chúng ta đã cắt may xong mẫu áo trễ vai. Và video của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.